xuất xe liên tục tại điện máy xe máy Huy Bộ ạ. Xe Ablet 125 và xe Vision phiên bản cá tính ạ. Xin chào 500 anh em. Xin kính chào quý khách ạ. Cửa hàng em thông chưa mọi người nhé. Xuất xe liên tục ạ. Có hỗ trợ trả thẳng trả góp, cửa hàng em hỗ trợ hết ạ. Đây ạ, hai anh thanh niên đã chốt cho mình được hai chiếc xe rất là xinh rồi. Ablet 125 phân khối và Honda Vision. Đây. Hàng có sẵn tại cửa hàng xe máy Huy Bộ thị trấn Đồng Mỏ. Có hỗ trợ anh em mua trả góp xe này nhé. Mang theo căn cước công dân là đại lý mình hỗ trợ được ạ. 15 phút là lắp xe luôn mọi người nhé. Trả trước 0 đồng là mua được xe. Đây là Ablet 125 ạ. Dưới này là Honda Vision cá tính đấy ạ. Rất là đẹp luôn. Bên kỹ thuật đang hỗ trợ khách hàng. Đây ạ. Vision cá tính. Phiên bản 2022 mọi người nhé. Bản mới nhất đấy ạ. Thời điểm này xe rất là khan nhưng mà đại lý em vẫn cố gắng đầy đủ xe để cung cấp phục vụ cho em, cho khách hàng ạ. Thời điểm này xe ga rất là khan mọi người ạ. Nhưng mà đại lý em vẫn cố gắng đấy ạ, để đầy đủ các mặt hàng để phục vụ cho quý khách thân yêu. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng Huy Bộ, ủng hộ Huy Bộ. Đội ngũ nhân viên kỹ thuật sẽ cố gắng hết sức mình để hỗ trợ chăm sóc. Sau khi các bạn mua xe mới thì mang xe lại cửa hàng Huy Bộ để chăm sóc lại chiếc xe của mình nhé. Đây, Honda Vision cá tính nhé, Ablet 125 phiên bản. Bản này là màu xanh, xanh đen mọi người. Bản này bản mới nhất năm 2022 đấy ạ.